tiền gửi nhàn rỗi, liệu đây có phải là xu hướng lãi suất của năm 2022 tại nước ta hay không, khi mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có xu hướng tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng? Hãy cùng tìm hiểu để nắm bắt rõ hơn về vấn đề này. Thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Mặt bằng lãi suất huy động vẫn đang được duy trì ở mức nền thấp, chỉ dao động từ 3 đến 4% một năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng và từ 3,7% đến 5% một năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng và 4,2% đến 6,5% một năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng. Nếu như bây giờ chúng ta giảm lãi suất quá thấp thì tôi e rằng là cái kênh đầu tư hay là nhà đầu tư sẽ dịch chuyển cái dòng tiền của mình sang kênh đầu tư khác. Và như thế nó sẽ tác động tiêu cực đến thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ngân hàng đã đẩy mạnh huy động tiền gửi trực tuyến với lãi suất gửi online thường cao hơn gửi tại quầy từ 0,2 đến 0,3% một năm. Hiện nay là cái lãi suất đầu vào ở tại quầy của tất cả các ngân hàng đều có xu hướng giảm để tạo tiền đề cho các cái chương trình online. Khi mà gửi tiết kiệm online thì khách hàng sẽ được cộng thêm 0,3% so với cả lãi suất tại quầy. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đấy là khách hàng không cần thiết phải có tài khoản thì mới có thể gửi tiết kiệm online được. Áp lực lạm phát của năm, sự cạnh tranh của các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, cộng thêm nhu cầu tín dụng tăng. Vì vậy, lãi suất huy động được dự báo khó duy trì ở mức thấp. Thế nhưng, lãi suất cho vay cũng không thể tăng. Với cái tình hình như thế thì chính sách tiền tệ theo tôi nghĩ sẽ vẫn tập trung vào cái việc là hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi. Cho nên là lãi suất theo tôi nghĩ thì khả năng ngân hàng nhà nước họ sẽ vẫn giữ vững cái mức lãi suất hiện tại trong vòng cỡ khoảng một năm tới. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện một cách tối đa cho việc hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế. Thế và trong cái điều hành chính sách tiền tệ cũng như hoạt động ngân hàng của chúng tôi cũng sẽ bám sát vào cái chương trình phục hồi kinh tế và phát triển của kinh tế của chính phủ. Trước những lo lắng về việc lãi suất cho vay có thể tăng theo lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng nguồn lực của mình tiếp tục hạ lãi suất cho vay, cộng với hỗ trợ từ chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế của chính phủ sẽ tạo hiệu ứng chung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt những lĩnh vực khó khăn, lĩnh vực cần ưu tiên. Thưa quý vị,